Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Đức Lâm. Hiện tại tôi đang là VIP Finlife của Dragon Việt Nam. Tôi là một người đang tìm kiếm cơ hội rất là nhiều, nhưng mà rất là may mắn cho tôi và tôi rất là có cơ duyên khi tôi gặp được Dragon. Và Dragon đã có những chiến lược marketing tiếp cận đến những cái mong muốn của tôi. Tôi lựa chọn Dragon vì nó rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất mà tôi muốn nêu lên đó là về ưu điểm, đó là về cơ hội, về thị trường đứng đầu. Và hiện tại Việt Nam đang là hội nhập xu thế và đây là cơ hội đi đầu ở Dragon. Thứ hai đó là tôi thấy được ở đây là về con người cũng như là về cơ chế, về vận hành như là pháp lý rất là đầy đủ. Về con người thì ở đây là đội ngũ công ty hiện tại là có những người rất là có tâm và có tầm, và đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo và đội ngũ dẫn dắt và chuyên gia là những người nổi tiếng, là tỷ phú, là diễn viên, là những người siêu mẫu và bậc thầy đào tạo đã rất là nổi tiếng ở châu Á. Về cái tiêu chí tiếp theo mà tôi đánh giá đó là về sản phẩm. Vậy thì để làm sao một cái sản phẩm mà ra thị trường trong khi rất nhiều người muốn biết đến và muốn kinh doanh, đúng không ạ? Vậy thì ở đây cái mặt truyền thông rất là tuyệt vời khi có những hình ảnh của triệu phú, của những người siêu mẫu cũng như diễn viên đã làm hình ảnh thương hiệu cho sản phẩm, và sản phẩm đã được sản xuất ở những nơi nổi tiếng trên thế giới và có những nhà máy sản xuất lâu đời ở trên thế giới, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và một số nhà sản xuất ở nước khác. Và tiêu chí tiếp theo đó là làm sao để cái quy trình vận hành của sản phẩm nó đi được từ công ty đến nhà người tiêu dùng cho một cách nó sẽ trôi chảy nhất, và nó sẽ giúp cho công ty nó tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, và đặc biệt là giúp cho người tiêu dùng sẽ có lợi nhất. Đó là cái quy trình vận hành của Dragon. Sản phẩm được đi trực tiếp đến người tiêu dùng, không thông qua bất kỳ các khâu nào khác, và thậm chí là sản phẩm sẽ đến tay người tiêu dùng và miễn phí vận chuyển, trong khi đó là công ty và người tiêu dùng đều có lợi. Và cuối cùng thì tôi muốn nhấn mạnh đến các anh chị là chúng ta hãy bắt đầu ngay với Dragon, vì đây là một cái cơ hội thực sự, và đây là một cơ hội giúp cho tất cả các anh chị được trải nghiệm cũng như là được phát triển bản thân, và đặc biệt là chúng ta xây dựng một cuộc sống mơ. Đến với Dragon thì tôi cũng đã xây dựng mục tiêu, tôi và hệ thống đội nhóm của tôi sẽ đồng hành và phát triển phủ khắp 63 tỉnh thành ở Việt Nam. Dragon, be the best, do the best. Yeah!